Bắc tỉnh Bình Định có gió mạnh cấp 11, 13, giật cấp 15. Thì từ nay đến ngày 29 tháng 10, tại khu vực tỉnh Bình Định có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm, cá biệt có nơi cao hơn. Và hiện nay bảo lục cũng như gia đình khó khăn.